Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Đam Mê Cá Vàng. Hình như là mình đã lặn ngụp khá lâu rồi chưa có nói chuyện với các bạn đúng không? Hôm nay thì mình sẽ quay lại bằng một video dành tặng cho các bạn mới nuôi cá vàng. Đó là video có chủ đề là 10 yếu tố khiến cho các bạn mới nuôi cá vàng thất bại và dễ nản. Trước khi đi vào nội dung chính của video thì mình tám khoảng tí xíu nhau khoảng 1 phút thôi. Thì gần đây các bạn có biết rằng có một triển lãm rất là đáng tự hào về cá vàng được tổ chức tại công viên Bình Phú, quận 6 thành phố Hồ Chí Minh không? Đó là một lễ hội sinh vật cảnh Hồ Chí Minh và đã được thu hút khá là nhiều bạn nuôi cá vàng tham gia nè, tham gia trưng bày cá nè, đấu giá nè, và trưng bày sản phẩm nữa. Thông qua cái triển lãm đó thì Đam Mê Cá Vàng cũng có tham gia, và mình thông qua cái triển lãm mình cũng biết được các bạn nhiều hơn và càng vui hơn khi mà biết được các bạn đã luôn theo dõi kênh, và kênh Đam Mê Cá Vàng cũng mang lại ý nghĩa nào đó trong cái việc nuôi cá vàng với các bạn. Vậy nên thông qua đây mình muốn nói lời cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, luôn theo dõi, lắng nghe Đam Mê Cá Vàng trong suốt thời gian vừa qua khi mà từ khi Đam Mê Cá Vàng được thành lập nha. Tiếp theo thì mình sẽ đi vào nội dung chính của video. Lý do mà mình quyết định quay lại và chọn một cái chủ đề khá cơ bản này là bởi vì mình quan sát rằng có mỗi ngày có khá là nhiều bạn, phải nói là rất là nhiều bạn nhắn tin Đam Mê Cá Vàng và các bạn cảm thấy hứng thú và tập tành nuôi cá vàng. Nhưng mà các bạn nghĩ rằng cá vàng là một loại cá rất là khó nuôi, và mình đã tập hợp những cái yếu tố và 10 yếu tố chính khiến cho các bạn thất bại và khiến cho các bạn dễ nản. Thông qua đây thì mình hy vọng rằng với những yếu tố này, với những lưu ý này thì các bạn có thể bắt đầu thuận lợi hơn với việc nuôi cá vàng ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi yếu tố đầu tiên ha. Đó là hồ cá quá nhỏ. Khi mà mới nuôi cá, đa phần các bạn đều chọn nuôi các bé nhỏ bởi vì nghĩ rằng mình tập nuôi chưa có quen đúng không? Hồi trước Đam Mê Cá Vàng cũng vậy. Và có khá là nhiều bạn bởi vì nghĩ rằng mình nuôi cá nhỏ là sẽ chọn hồ khoảng 30 cm. Nhưng mà cá vàng là một loại cá ra phân rất là nhiều và tiêu thụ thức ăn rất là nhiều, nên nước rất là dễ thường xuyên bị bẩn. Do đó thì cá vàng, khi nuôi cá vàng sẽ cần nhiều nước hơn, cái lượng nước nhiều hơn là chúng ta nghĩ. Vậy nên trong một cái hồ cá nhỏ, một cái hồ cá tròn thì chỉ nên nuôi tối đa từ 1 đến 2 con thôi. Đối với người mới nuôi á, thì sẽ không có vấn đề gì cả. Nhưng mà tuy nhiên khi nuôi cá vàng á, thì bạn phải cần tính đến cái sự phát triển của cá vàng. Bởi vì không phải là bạn cứ nuôi thì cá vàng sẽ giữ nguyên kích thước như vậy, không phải, mà chắc chắn một khi bạn nuôi rồi thì bạn sẽ cảm thấy hứng thú khi mà cá vàng sẽ dần dần lớn lên. Vì vậy bạn phải nghĩ tới cái chuyện phát triển của cá nữa. Và khi đó thì với cái hồ với diện tích là khoảng 30 cm thì cái lượng nước nó cũng không đủ. Và để phòng chống cái chuyện đó, để mà chịu hao cái chuyện đó thì chúng ta cần phải đáp ứng độ bảo đảm đủ cái lượng nước cho cá. Vậy nên mình khuyên rằng khi mới bắt đầu nuôi cá, các bạn hãy chuẩn bị hồ cá có kích thước tối thiểu là 60 cm trở lên nha. Yếu tố tiếp theo đó là nuôi cá trong hệ thống lọc quá yếu. Hình như mình nhận thấy rằng đây là một cái nhân tố, một cái yếu tố mà xảy ra hầu hết với các bạn mà mới bắt đầu nuôi cá. Nếu mà bạn không muốn vệ sinh rửa lọc thường xuyên thì ok, nhưng với trường hợp bạn sử dụng lọc quá yếu thì bạn phải vệ sinh và rửa lọc thường xuyên. Nhưng mà không thể nói rằng bạn bạn có thể siêng rửa lọc thường xuyên, vệ sinh lọc thường xuyên thì có thể sử dụng một lọc yếu được, bởi vì hệ thống lọc tốt thì sẽ có vi sinh cho cá phát triển và cho cá được khỏe khoắn hơn. Lý do thì mình cũng đã chia sẻ rồi, đó là cá vàng là một loại cá đi phân rất là nhiều, mà phân có nghĩa là ammoniac nảy sinh rất là nhiều. Do đó nếu mà trường hợp lọc yếu thì nó sẽ không đủ mạnh hoạt động để hoạt động và lọc nước được. Nhưng mà sử dụng lọc quá mạnh thì nó cũng không hẳn là tốt, bởi vì khi mà lọc mạnh, các bạn không biết xử lý dòng nước mạnh từ lọc ra thì có thể tạo gánh nặng cho cá, nhất là những chú cá bơi không giỏi. Vì vậy với cái trường hợp bạn sử dụng bộ lọc ngoài, quan trọng là phải tạo một bộ lọc tương thích với kích thước hồ, với số lượng cá, và làm một cái ống cấp nước như là kiểu phun nước lên á, để nó giảm lực cho cá. Về cái vấn đề mà lọc cho cá vàng á, thì mình nghĩ rằng mình không thể nói chung chung rằng các bạn nên chọn hệ thống lọc phù hợp được, bởi vì khi mà các bạn ra tiệm cá cảnh á, thì họ sẽ tư vấn rất là nhiều cách, và bạn có nghĩa là bản thân những cái nơi mà bán
những cái tiệm cá cảnh á mà bán cá cảnh thì họ cũng không có hình tượng được là bạn sẽ nuôi bao nhiêu chú cá, nên nên là mình hy vọng, cái này là mình không dám hứa trước, mình hy vọng là sắp tới có thời gian thì mình sẽ có một bài viết, một video chi tiết, thật là chi tiết nói về chuyện lọc của cá vàng, rằng khoảng đập nuôi bao nhiêu cá thì phải nên sử dụng hệ thống lọc như thế nào. Thì cái này mình không dám hứa trước, mình chỉ cố gắng trong khả năng của mình thôi. Mình hy vọng rằng nếu mà mình ra video đó thì có thể gọi là giúp đỡ các bạn thật là nhiều trong cái việc chọn lọc cho cá vàng nha. Yếu tố thứ ba đó là nuôi cá để trên bàn. Các bạn không thể nào phủ nhận được là cá vàng nó có bề ngoài nhìn rất là dễ thương đúng không? Gặp cái màu vàng của nó cũng nổi nữa. Nên là cá vàng được rất là nhiều bạn yêu quý và muốn muốn nuôi để mà trên bàn làm việc, để có thể tiện cho việc nhìn ngắm, xả stress rồi làm việc mệt mỏi, các bạn có thể thư giãn mắt. Nhưng mà các bạn biết không, hồ cá nó nặng hơn các bạn nghĩ rất là nhiều. Ví dụ một cái trường hợp, một cái hồ gọi là mình nói là tối thiểu đi ha, là 60 cm thì là chỉ nước thôi nó khoảng là 50 kg rồi, rồi đồ đạc trang trí, cát đá, đèn lắp ánh sáng, rồi cộng thêm cá vô nữa thì nó khoảng chừng 70 80 kg. Thì nếu mà bạn đặt một cái vật nặng lên vậy lên đồ đạc á, thì nó sẽ quá tải và đồ đạc nó sẽ không bị hư. Tuy nhiên cá vàng nó sẽ không bị ảnh hưởng gì tới chuyện chịu tải cả, bởi vì nó nằm ở trong hồ, nó không có bị ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà cái cảm giác trong trên giống như là con người mình ở trên một cái thứ mà phải chịu tải nặng, cái cảm giác lo sợ, thì cá vàng cũng y như vậy, và nó sẽ không yên ổn được và sẽ tích tụ stress và dễ dàng dẫn đến bệnh. Nên là các bạn lưu ý ha. Yếu tố thứ tư đó là cho cá ăn quá nhiều. Đây là một yếu tố mà mình nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần luôn, bởi vì nó rất là quan trọng, nhưng mà nó cũng được liệt kê vào 10 yếu tố quan trọng nhất và yếu tố chính nhất đối với các bạn dễ dẫn đến các bạn thất bại trong việc nuôi cá vàng. Đó là với các bạn mà mới nuôi cá, hầu hết ngay cả mình lúc mới nuôi cũng vậy nha, mình cũng không phủ nhận, đó là ngay cả mình lúc mới nuôi cũng vậy, mình đều muốn cho cá ăn nhiều để mau lớn nè. Mà cá vàng lại là một loại rất là hấu ăn, nên là dù cho mình cho bao nhiêu đồ ăn nó cũng ăn cả. Và khi mà cá vàng ăn á, thì bạn thấy nó rất là dễ thương đúng không, nó lắc lắc người để mà lấy đồ ăn thì nó rất là dễ thương. Vì vậy chúng ta cứ vô tình cho nó ăn nhiều để mà ngắm cái vẻ dễ thương đó. Nhưng mà cũng do bởi vì lý do đó mà cá vàng sẽ dễ bị chứng khó tiêu, do đó mà phát sinh những bệnh tiêu hóa như là đầy bụng hoặc lật ngửa. Thì đó là mà cái bệnh đầy bụng hoặc là lật ngửa, nếu mà bạn không biết cách trị nè, bạn không trị kịp thời nè, sẽ ảnh hưởng đến nội tạng của cá và sẽ dẫn đến cá bị chết. Nên là các bạn phải lưu ý. Hơn nữa còn một điều bạn phải chú ý, đó là bạn không nên cho cá ăn từ ngày đầu mang cá về nuôi. Có nghĩa là có khá nhiều bạn mới mang cá về xong thả vô hồ là cho ăn liền, cái này không được nha. Bởi vì á, cá vàng nó có đặc tính, đó là nó khi mà nó thay đổi môi trường sống mới á, có nghĩa là từ một môi trường khác tới nhà mình, thay đổi nước là thay đổi môi trường sống, thì nó phải cần có thời gian thích nghi. Và trong thời gian thay đổi môi trường sống thì cá vàng trong thời gian đó nó khá là stress, do đó lúc mà đến lúc mà cá quen với môi trường sống á, thì nó tốn khoảng từ 2 3 ngày. Nên là trong khoảng thời gian đó tốt nhất là bạn không được cho ăn. Và sẽ có nhiều bạn lo lắng rằng không, nếu mà mình không cho ăn trong 3 ngày như vậy có sao không, cá nó sẽ bị kiệt sức. Thật sự không sao cả, đó là cách bạn đang bảo vệ cho chú cá của bạn. Nên là mình khẳng định là cá vàng nó có nhịn ăn trong 1 tuần, 2 tuần, thậm chí là 1 tháng cũng không sao cả. Nên là bạn lưu ý ha. Điều trước tiên quan trọng với cá vàng đó là hãy để cho cá quen với môi trường sống trước đã, sau khi quen rồi thì hãy cho cá ăn cũng được, không sao cả. Và yếu tố thứ năm đó là không chú ý đến nhiệt độ của cá vàng. Nếu mà bạn nuôi cá nhiệt đới á, theo mình biết á nha, khi mà bạn nuôi cá nhiệt đới á, bạn cần phải chú ý đến nhiệt độ nước nè. Nhưng mà cá vàng không phải là loại cá nhiệt đới, nên là chúng ta không cần phải chú ý một cách tỉ mỉ chi tiết. Tuy nhiên, với các bạn mới nuôi cá thì các bạn thường không quan tâm nhiều đến nhiệt độ nước. Tuy nói là cá vàng không chú ý mấy đến nhiệt độ nước, nhưng vào những cái khoảng thời tiết nhiệt độ khác nhau thì cái độ linh hoạt của cá cũng khác nhau, và cũng dựa vào cái nhiệt độ nóng lạnh khác nhau mà sẽ ảnh hưởng đến việc lựa chọn thức ăn cho cá vàng. Vậy nên là đó là một điều mà bạn nên để tâm một tí xíu nhiệt độ của cá vàng.
Ví dụ như là khi mà trời lạnh thì bạn nên cho ăn cái gì, rồi trời nóng thì nên cho ăn cái gì, thì đó là cái điều mà bạn cần phải nên quan tâm. Và còn một lý do nữa, đó là cá vàng rất là dễ bị sốc nhiệt độ nước, và điều này cũng gây ảnh hưởng đến cá vàng. Khi mà nuôi cá vàng á, thì bạn cũng biết là việc thay nước khá là quan trọng. Lúc mà thay nước các bạn phải đặc biệt chú ý đến nhiệt độ nước. Nhưng lúc bạn thay nước á, bạn thấy nhiệt độ trước khi thay nước là 25 độ, nhưng mà sau khi bạn thay á, nhiệt độ nước nó sẽ hoàn toàn khác. Như vậy thì cá nó sẽ bị sốc và khiến cho cá bị tổn thương. Do đó bạn phải hết sức chú ý đến nhiệt độ nước khi thay. Bạn phải đảm bảo rằng nhiệt độ nước trước và sau khi thay nó phải gần giống nhau. Đó là lý do mà mình đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng các bạn nên thay nước vào sáng sớm hoặc là chiều tối. Thì vào hai thời điểm đó thì nhiệt độ nó dịu lại, nhiệt độ nó ở ngoài môi trường và trong hồ nó không có sự thay đổi nhiều quá, nên là cá vàng nó sẽ đỡ bị sốc. Yếu tố thứ bảy đó là các bạn bởi vì muốn dọn dẹp sạch hồ mà nó thay hết tất cả nước. Đối với những bạn mới nuôi cá nha, là các bạn rất là chăm chút kỹ càng. Các bạn thấy rêu mọc lên là các bạn sẽ muốn dọn dẹp sạch cho hồ đẹp, bạn sẽ lấy hết nước ra và bắt đầu dọn dẹp nè, rồi thay hết nước mới cho cá và nghĩ rằng không sao cả như vậy. Nhưng mà như vậy là không được, bởi vì khi mà lấy hết nước ra thì vi sinh sống trong hồ đã gây dựng từ bấy lâu nay nó sẽ bị mất hết. Khi mà vi sinh hữu cơ trong nước phát triển á, thì nó sẽ phân giải các chất bẩn là chất dơ cũng như là phân của cá, do đó thì nước nó sẽ không bị đục bẩn. Do đó thì khi mà vi sinh giảm mạnh hoặc là mất đi một cách đột ngột á trong hồ thì sẽ dẫn đến nước bị dơ và dẫn đến cá bị stress và dễ bị bệnh. Các bạn nên tránh làm cho vi sinh bị giảm hoặc là mất đi, bao gồm là cả việc thay hết nước và ngay cả cái việc mà rửa rửa cái miếng lọc nữa. Nếu mà bạn rửa miếng lọc và vệ sinh lọc một cách bình thường á, thì bạn nên rửa bằng nước nuôi cá để lưu lại vi sinh cho cá sau này ha. Yếu tố thứ 8 đó là bạn không có làm sạch cát đáy. Mỗi ngày Đam mê cá vàng nhận được rất rất là nhiều tin nhắn từ các bạn, và mình thấy một điểm chung từ các bạn mới nuôi cá vàng đó là các bạn rất là thích trang trí cái phần đáy hồ của cá, như là các bạn để cát, đá các thứ. Ngay cả mình lúc mà mình mới bắt đầu nuôi cá, mình cũng trang trí phần đáy hồ để cát đá đồ vô rất là dễ sợ. Tuy nhiên á, cái phần dọn dẹp và cát đáy này á, không thể nào phủ nhận được nó rất là cực và mất nhiều thời gian và công sức. Song song đó là cái việc quan trọng nữa, đó là có rất là nhiều cái chất bẩn tích tụ ở trên cát đá lâu ngày do cặn bã thức ăn mà cá vàng nó không ăn hết, như là phân cá, và nó sẽ tích tụ ở dưới đấy. Và nếu mà bạn cứ để như vậy và không dọn dẹp cái chất dinh dưỡng á, thì cái chất dinh dưỡng trong hồ cá nó sẽ bị biến hóa và cá sẽ bị bệnh. So với các loại cá nhiệt đới khác, cá vàng là loại thải ra rất là nhiều phân. Do đó lúc thay nước á, thì bạn nên sử dụng cái vòi chuyên dụng hoặc là dụng cụ làm sạch sỏi để mà hút hết chất bẩn từ từ cát đáy ra ha. Điều thứ 9 đó là sử dụng quá nhiều chất phụ gia dinh dưỡng cho cá. Lúc mà mới nuôi cá vàng á, các bạn rất là muốn cho cá khỏe nè, mà hiện tại trên thị trường có bán rất là nhiều các loại phụ gia dinh dưỡng với nhiều màu sắc khác nhau rất là đặc sắc, để mà hỗ trợ cho cá khỏe mạnh, như xử lý nước rồi để cho cá mau lớn tùm lum hết, bán rất là nhiều luôn mà rất là dễ sử dụng. Nhưng mà các bạn phải chú ý rằng khi bạn sử dụng quá nhiều chất phụ gia dinh dưỡng cho cá cùng với một số lượng lớn á, kết hợp lại thì nó sẽ có tác dụng phụ với cá và làm cho chất lượng nước mất ổn định, và đồng thời cũng làm cho nước thêm một cái chất không có tốt nữa. Nên là mình lưu ý các bạn khi mà sử dụng chất cái nếu mà các bạn muốn sử dụng chất phụ gia cho cá, các bạn phải tìm hiểu. Thứ nhất là cái chất phụ gia đó được làm từ những nguyên liệu tự nhiên. Thứ hai là nguồn gốc của nó đã được đăng ký hay chưa. Và những cái gọi là cái chất ở trong chất phụ gia đó là những cái chất gì, và nó có tác dụng như thế nào, nó có phản ứng hóa học như thế nào với cái trong nước của cá và có vai trò như thế nào đối với lại cái việc mà nuôi cá, thì bạn phải tìm hiểu thật là kỹ. Và không phải là bạn sử dụng càng nhiều chất phụ gia cho cá càng tốt, bởi vì mình khuyên rằng cá là một loại động vật tự nhiên, nó cần sống trong một môi trường tự nhiên để phát triển toàn diện. Và yếu tố cuối cùng đó là cá vàng được nuôi chung và bị bắt nạt. Mặc dù á
là mình nói là cá vàng, nhưng mà cá vàng có rất là nhiều loại nè, như là wakin, demikin nè, ryukin nè, ranchu nè, jinbao, nhìn rất là nhiều, và nhìn bên ngoài á chúng nó cũng khác nhau nữa, không có giống nhau. Có rất là nhiều bạn mới nuôi á thì các bạn nuôi nhiều loại cá vàng với nhau. Tất nhiên là chúng ta có thể nuôi hỗn hợp nhiều loại cá vàng với nhau, nhưng mà các bạn cần phải chú ý đến việc là làm sao để không xảy ra cái tình trạng là các loại cá vàng ăn hiếp lẫn nhau. Mình ví dụ nha, trong trường hợp các bạn nuôi nhiều loại cá vàng với nhau, các bạn phải phân biệt loại cá nào bơi giỏi, loại cá nào bơi dở. Nghe tới đây thì chắc là các bạn sẽ mắc cười đúng không? Vì nghĩ rằng đã là cá là mặc định bơi giỏi rồi, còn bơi dở gì đây nữa. Nhưng mà thật ra là như vậy này các bạn. Mình lấy ví dụ nha, trường hợp mà các bạn nuôi cá vàng á, nó có thân hình tròn. Và ví dụ như là ranh chu chẳng hạn, mà nuôi chung với wakin. Wakin là loại cá vàng cơ bản ha, nó là một cái, theo mình biết là trong trong cái sơ đồ tiến hóa của cá vàng nó là thuộc vào cơ bản nhất. Thì cái thân của nó dài dài như vậy nè, thì wakin nó lại thuộc vào cái dạng loại cá là bơi nhanh. Còn cá vàng á thì nó tròn tròn như là ranh chu, rồi ranh chu hybrid chẳng hạn, thì nó sẽ không có bơi nhanh được, là do cái thân hình ụt ịt và các vây bơi nó bị ngắn. Do đó thì ranh chu nó sẽ bị wakin ăn hiếp, như là nó sẽ bị dí nè, rỉa nè, và dẫn đến ranh chu sẽ bị stress. Mình đã bị rất là nhiều cái trường hợp như vậy nha các bạn. Và để cái tình trạng nó không xảy ra thì các bạn chỉ nên nuôi wakin thôi. Nếu mà các bạn thích nuôi wakin thì các bạn nuôi wakin thôi. Và nếu mà các bạn thích nuôi cá có thân hình tròn như ryukin, ranchu thì các bạn chỉ nuôi những chú cá có thân hình tròn cùng với nhau ở một hồ thôi. Hơn nữa cùng cùng một loại, nhưng mà chúng cần có một sự thống nhất. À, nếu mà nó có sự khác biệt về kích thước, nó cũng là một cái nguồn gốc gây xung đột. Nên là các bạn hãy chọn những loại có sự tương đồng về kích thước và đặc tính sống. Như vậy thì nó có thể sống chung một cách hòa đồng được, mà cá nó sẽ không có bị ăn hiếp dẫn tới stress. Thì mình đã giải thích xong và giới thiệu 10 cái yếu tố chính khiến cho các bạn mới nuôi cá cảm thấy thất bại, nản, không muốn nuôi nữa. Các bạn nói rằng cái loại cá là rất là khó nuôi, nhưng mà thật ra mình nghĩ á, thì cái loại đã là động vật tự nhiên rồi thì nó sẽ không giống con người mình, nó cũng sẽ có những đặc tính riêng mà chúng ta cần phải hiểu. Mình thấy rằng điều này cũng thú vị mà đúng không? Đó là lý do mà kênh Đam Mê Cá Vàng được lập ra để chia sẻ với các bạn. Thì mình mong rằng thông qua 10 yếu tố mình đã liệt kê ra, các bạn có thể thấy vấn đề được và né tránh vấn đề đó, làm sao để mà đừng có xảy ra những cái vấn đề như vậy. Mình cũng đã nêu cách giải quyết rồi, các bạn có thể theo đó mà xử lý cái hồ của mình, mà xử lý cái cách nuôi của mình lúc mới bắt đầu. Mình hy vọng rằng 10 yếu tố này sẽ khiến cho các bạn không có bị nản nữa, mà có thể nuôi cá vàng một cách thoải mái nhất, một cách tự tin nhất. Và khi các bạn gặp vấn đề gì khó khăn trong việc nuôi cá vàng thì các bạn có thể inbox tới fanpage Đam Mê Cá Vàng. Thì cái này mình xin lỗi trước, bởi vì hầu hết thì dạo này á, ban ngày á, thì các admin của Đam Mê Cá Vàng đều bận, đều full việc hết, nên là chỉ có thể xử lý tin nhắn được khi rảnh hoặc là vào buổi tối thôi. Nên là nếu mà cái việc đó nó cái việc mà trả lời tin nhắn đến các bạn nó bị trễ thì mình xin lỗi ha. Và nếu mà các bạn gấp quá thì các bạn có thể gọi điện trực tiếp đến hotline 0869 242 393 để được tư vấn ha. Cảm ơn các bạn thật là nhiều đã theo dõi Đam Mê Cá Vàng. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.